Ôi trời, cái nhà này sắp thành trại tị nạn rồi. Lại nuôi thêm cái anh bạc. Nè, em nên nhớ đây là chị gái của anh ấy. Em nói có gì sai à? Chị gái của anh bán chắc. Nhà đã nuôi mẹ anh, bây giờ là thêm chị anh. Mấy đứa, mẹ cháu lớn, cháu bé, anh trai, em gái. Em là người, chứ không phải thánh nhân. Em sao? Em nói có gì sai à? Em, chị sẽ đi làm để phụ giúp hai đứa mà. Chứ còn sao nữa? Chứ chị muốn vợ chồng tôi với chị nữa chắc. Chị đừng để ý những lời mà em nói nữa. Khanh sẽ nói chuyện cô ấy sau. Thôi, chị không muốn sự xuất hiện của chị lại làm em khó xử thêm. Sao cơm nước kiểu gì mà chỉ có mỗi khoai thế này? Còn món gì nữa? Thế rồi. Sao chị mới lên mà em không làm món gì nó ngon ngon một chút? Thì khoai đi thầy. Dân nhà giàu bây giờ mới còn ăn khoai thôi. Tiếp thế mày còn chê nữa thì em cũng chịu. Em muốn cười thật đấy. Chị ở quê thì quanh năm ngày tháng ăn rau mới ăn khoai. Em làm như này em thấy em có đáng hay không? Chị ấy ở quê ăn cái gì em biết cái quái rồi được. Anh khó chịu cái gì chứ? Chị có phải là vua chúa đâu mà bắt em phải hầu hạ. Em giờ mình mà không có đi đó. Chồng em không biết nữa sao mà còn chị phiên dịch. Hai người ăn cả đi, em ngoan nữa. Nguyên! Thôi, chị ăn gì chẳng được. Nhưng mà chị đang ốm à? Chị đang ốm, thế cần coi em có kinh đạo. Chị ơi, chị đi trong người thế nào rồi? Vậy thì tốt rồi. Được, chị ăn cháo đi. Đọc. Đúng không ạ? Vâng, cháu gà. Biết không? Sao? Chị quan tâm làm gì về cái điều đấy? Mày quá, các con trộm rồi mà chị lo. Chị ăn luôn cho nó. Cháo gà gặm, ngon nhỉ? Ngon với chị. Thôi, chị cứ ăn đi. Người ta có mua cho tôi đâu mà tôi ăn. Tôi không biết ngại chứ. Nguyễn, nói gì buồn cười vậy? Chị thì ốm, anh mua cho chị bát cháo. Em làm gì mà ầm ĩ cả lên ấy? Vâng, là tôi không hiểu chuyện. Thế bây giờ tôi hỏi anh, từ ngày lấy tôi về đến giờ, anh đang mua cho tôi được bát cháo nào chưa? Anh... Sao? Anh không trả lời được chứ gì? Mà tôi không biết hai người phải anh chị em thật không? Hay là bồ bịch cũng đây đấy? Em! Sơn! Anh đánh tôi à? Vì chị ta mà anh đánh tôi á? Sơn nó không... Chị im! Nếu như hôm nay không phải chị em đây ăn bám thì anh có đối xử với tôi như thế không? Để thôi đi! Ngày hôm nay nếu chị không đi thì tôi sẽ là người đi khỏi ngôi nhà này. Tôi không thể sống như này được nữa. Anh chọn đi. Nguyệt, em bảo anh bây giờ phải chọn như thế nào đây? Một người là vợ, một người là chị. Em thì có tình, còn chị thì có nghĩa. Em có biết là ngày xưa nhà thì nghèo khổ, để có tiền cho anh đi ăn học, chị đã phải nghỉ học để đi phụ hồ kiếm tiền nuôi anh không? Chị, có sao không? Vâng, không phải đi làm gì. Cuối tuần rồi em đã nghỉ. Em không chịu. Thưa chị, vào đây nghỉ ngơi chút đi. Đây chị ơi, ngồi xuống đây nghỉ đi. Ở nhà, chị có ăn uống vào.
thích màu quá. Này, em có mua xôi đấy. Em định là được tới em nghỉ học em về em đi làm nhá. Không được, em phải đi học chứ. Em đi học thì em mới có tương lai. Mai này em còn lo cho chị. Nhưng mà em thấy chị vất vả quá. Chị có thể làm được. Đây, chị phải uống một ít tiền lương. Em còn lấy thành phố ăn uống cho đầy đủ vào có sức mà học. Em vẫn còn tiền của quá chị cầm ở đấy đi. Em còn tiền mà. Em phải nghe lời đi. Còn anh là mai này có được. Để em xin chị. Em có biết là nhờ có chị liên quan của ngày hôm nay hay không? Cuộc sống tốt đẹp này, những thứ mà em đang mặc, những đồ mà em lẻ, tất cả đều gián tiếp từ công lao của chị mà có. Em muốn anh là một người bất nhân bất nghĩa. Anh xin lỗi. Người em cần xin lỗi không phải là anh, mà là chị. Chứ vậy. Là anh ích kỷ. Em không biết chị đã hy sinh gì như thế. Em được đáng trả. Em sẽ được. Tôi biết là không có lỗi này. Từ bây giờ chúng ta sống với nhau vui vẻ hòa thuận.